hôm nay mụ phù thủy đã chế tạo ra được một quả trứng cực kỳ ghê gớm. Đó chính là quả trứng gì vậy? Trời ơi, đó là thì ra đó chính là em bé. Trời ơi, em bé gì vậy ta? Em bé gì các bạn biết chưa? Moga đang chăm sóc em bé này. Trời ơi, nhưng mà em bé này dường như đang nhận Moga làm mẹ. Yabun thì cũng chăm sóc nó, nhưng mà nó lại dí heo Yabun hoài. Dí Yabun hoài luôn các bạn ơi. Cùng đón xem thử tập này nha mọi người ơi. Trời ơi, chạy thôi, con bé nó dí theo bình hoài. Buổi sáng hôm ấy tại nhà của mũ phù thủy. Ta cũng đã chế tạo thành công quả trứng em bé Ruburo rồi. Trời ơi, thật là sảnh diện vậy tao đi. Ê Ruburo nè, đây là con của hai đứa đó. Rồi hai đứa ngồi canh nó đi. Rồi bây giờ thì ta chuẩn bị đi đây. Hẹn gặp hai đứa lần sau nghe. Trời ơi, vậy đây là quả trứng con của tụi mình đó. Trời ơi, Ruburo chương quá à, cu te gì đâu vậy đó. Không có chi đâu. Thôi bây giờ mình để quả trứng ở đây mình đi chơi đi. Mình ở để đây đi. Đi. Thôi bây giờ mình để quả trứng này mình đi chơi đi. Thôi chạy đi. Rồi mình đi chơi tao đi con. Ủa gì vậy trời, hai đứa này. Ủa gì vậy? Ôi trời. Trời đất ơi, hai cái đứa quỷ này tự nhiên kêu tụi nó ngồi canh cái quả trứng cho nó nở ra, cái tụi nó không chịu canh. Bây giờ tụi mình ở đây làm gì nữa trời? Nãy giờ mình đứng đây mình ngồi mình ấp trứng à? Trời ơi, nó còn rảnh đâu con của tụi nó mà đâu phải con mình đâu mình canh. Trời thôi mình đi luôn trời. Mắc gì trời, kỳ cục vậy. Tụi nó kêu mình qua tạo con cho tụi nó mà sao cứ bù tụi nó đi luôn rồi trời. Thôi kệ đi, cho quả trứng ở đó luôn đi. Ghê thì cái tình luôn á, ba mẹ đâu mà thiếu trách nhiệm dễ sợ. Trời ơi, cái thuyền của tôi lên đây. Ê thiệt tình. Đây nè, vô đây, mua ra. Đây nè, chỗ này nè. Trời ơi, dở em đi đâu tùm lum tùm la. Chỗ này. Nè, thấy chưa? Đó. Trời ơi, thấy ghê chưa? Biết nhảy không? Quá dạ, nhảy. Ủa, em mặc cái gì lên ngựa vậy em Muga? Có xe luôn quy nè, mặc cái gì vậy? Ơi, em thấy em nhận em đi là mỗi lần đi là có điểm, em thấy sợ nên là phải quái xe nên người ta nhận, không nhận ra em là gấu Mora mà nhận em là một quả bí ngô đáng yêu. Trời ơi, vậy hả? Trời, hết quyền rồi mà con bé nó vẫn còn mặc cái bộ đồ này các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, dễ thương được rồi. Nhưng mà em kể là nó hơi vô duyên, nó hơi kỳ. Ủa vậy hả? Trời đất ơi, nhưng mà nó không có thích hợp với mùa này mà. Bây giờ nó trong sang rồi. Nhưng mà lỡ có chuyện gì là anh Gia Buôn là phải bảo vệ em á nha. Mà để em mình đi á, nói trước. Trời ơi, nhưng mà em biết gì không? Đây là nhà vậy của mụ phù thủy đó. Ui ghê quá vậy. Ui, nhà mới của bà bên làng mới hả? Đúng rồi, ngoài ra đây là nhà của cặp vợ chồng Google. Mụ phù thủy chở ké đây thôi. Trời ơi, thấy bà nhục nhã chưa? Nhục quá trời nhục luôn, bà phù thủy nhục nhã. Ôi, hình như bà yên tâm đi, giờ này bà không có nhà đâu. Nhưng mà bây giờ cặp vợ chồng Ruru ở nhà đó. Bây giờ mình qua thăm cặp vợ chồng Ruru đi em. Được, trời ơi, em hóng lắm nha. Đi ơi, đi. Bơi qua bển đi, trời ơi, bơi đi em. Ủa? Bơi đi. Gì kìa? Cái nhà nó vậy nè em ơi, thiết kế lạ. Trời ơi là trời. Cái nhà này mỗi lần đi là phải mang theo một bộ đồ sẵn để đi qua đây còn thay đồ nữa trời. Không biết ở đâu ra. Rồi em ơi. Trời ơi, la coi bồ đà ơi. Trời ơi, chắc là đây. Ủa gì vậy? Trời ơi dễ thương quá à, Yabun ơi. Wow. Giống Ruby vậy. Ủa tóc xanh con bé tóc này đâu ra tím, tóc đen nè. Tóc tím với tóc đen luôn. Oh my god, gì vậy em bé Ruby hả ông Liên? Bà phù thủy định hãm hại gì hai đứa này sao? Em bé này sao mà sao rắc đè đây làm gì ta? Bro, em đâu có biết đâu, nhưng mà đáng yêu quá à. Trời ơi, đáng yêu thiệt chứ nhìn dễ thương ghê. Moga ơi, trời ơi, cái tính mở con mắt ra kìa Moga. Chú đáng yêu quá. Quang, nhưng mà sao con mắt nó màu đỏ là gì?
Nó khi nào là con của Shigo với Gubi không anh? Không lẽ đây là em bé SE Google của Gubi với Shigo? Trời ơi đúng rồi. Trời ơi anh ơi, vậy á. Mình happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Gì vậy em? Ta mới đẻ ra happy birthday thì kỳ vậy bà nội. Nhưng mà thôi ghê lắm, cái bé này kỳ lắm trời. Trời ơi, nhìn nó mắt đỏ ơi, kỳ kỳ sao quá một ra ơi. À đáng yêu quá. Mama. Dạ. Mama. Rồi ơi, không phải là mama của người à. Mama. Ôi trời ơi, cái gì kỳ cục vậy, sao nó vậy ghê quá. Anh ơi, anh cho buồn. Em bé nó nhận em là mama của nó rồi nè. Trời ơi, bây giờ sao đi mua ga? Bây giờ mình bỏ chạy chứ sao bây giờ? Đi về, bỏ chạy đi trời. Mama. À, trời ơi, chạy đi mama. Lẹ lên, lẹ lên. Chạy lên lên bu đã ơi, trời ơi đây chứ. Ủa đi đâu vậy? Nhà mình đây mà anh ơi. Đi lại đây, chỉ cái chỗ này hay lắm nè. Lại đây. Ủa chỗ gì vậy? Ủa Lại đây, thấy gì không? Mama. Gì đây, gì chỗ, cái chỗ này lạ quá vậy? Cánh đồng lúa, trời ơi, xịn sọ chưa? Cánh đồng của anh mới vừa mở đó. Trời đất ơi, anh mở này mà mấy anh chị Hero Team mà biết ha, tán cái đầu lại ăn trời ơi. Cái này có tiền của Hero Team bỏ vô nên em yên tâm đi mua ga. Trời ơi, cái gì mấy bé này chứ, mình vô, đây để biết em biết đây là gì không? Đây là cái nhà chứ cái gì? Nhà trẻ, anh mới vừa mở để gửi lời chăm em bé đó thôi. Giờ mua ra chăm nha, còn anh đi về đi, ghê quá. Trời ơi, cả đi, thôi tôi về đây. Trời đất ơi, cái ông này đó, con thấy chưa? Cái con người kỳ cục thấy cái bé nó đầu sợ hết cái dép chạy đi trước mà. Thôi được rồi, chúng ta hết đây. Này bây giờ lỡ gọi tôi là mama mấy bạn ơi. Thôi được rồi, em sao? Cái gì mà mắc kẻ vậy? Được rồi, đi vô đây, theo mama. Trời ơi, má ơi, ủa cái nhà vệ sinh đây trời. Ủa, con ơi, bây giờ có thấy cái bụi cây này nè, con ngồi lên đây đỡ đi chứ nhà. Người dân muốn bỏ, mama chưa biết cái nhà vệ sinh đâu rồi. Trời đất ơi là trời. Đợi, bây giờ nha, con ngồi đây nha, đó, ngồi đây, ngồi đây nha, đó, học vẽ đi đó, ha, thấy chưa, ngồi học vẽ đi nha, đó, đây, này, trời, dễ thương quá vậy ta, nè, đó, trời ơi, em bé này chắc biết ăn bánh nè, phải không, nè, trái cây nè, trời, trời ơi, nó bé nè, nó dòi mà ăn lẹo đi, ăn lẹo là tốt, ha, không có gì hết, trời, ăn nhanh là tốt, quen quá vậy ta, đó, trời ơi, chơi có bông không này, có bông này đó, có bông của con này, ai, trời ơi, ôi, nhà nè, ôi, nhà nè, cái đó là con có bông, chúng ta, à, được rồi, mình phải dọn cái này mới được, trời ơi, có bông con ơi, ngoan, ơi, từ, để bê, đi theo đây, đó, lên đây, rồi, ngồi đây, ấy, đúng rồi, ngồi đó nha, ngồi yên đó, rồi, bây giờ mama sẽ chỉ cho con là, học tô màu, học phân biệt màu sắc nha, đó, rồi, nhìn đây, ấy, đây, nhìn vô, bây giờ cái màu hồng này là màu, ủa, nghe hỏi màu hồng này là màu gì nó cũng hơi kỳ ta. À, có mắt rồi, bây giờ, con nhìn vô bốn cái màu ở trên đây, đó, năm cái màu trên đây, con xem có màu nào là màu trong cái đĩa trái cây này không, đó, xem có không, đó, có, phải gật đầu nha, nhảy rồi nha. À, nhìn vô, nó tìm tội, bạn ơi, chỗ vỏ dưới ta, chỗ nhìn qua nhìn lại đồ, có không, có hả, rồi, đâu, vỏ vậy ta. Thôi nó biết rồi các bạn ơi, đâu là màu gì, chỉ coi đâu đứng góc nào coi. Ê, màu gì đây, màu xanh hả, trời ơi giỏi vậy ta, trời ơi giỏi nè, mama cho con một bông nè, đó, trời ơi dễ thương à. Rồi rồi bây giờ từ đâu mà để mình coi em bé là ăn phải. À, đúng rồi rồi con, đợi mama xíu, mình phải đi kiếm cái chỗ cho nó tắm mới được. À có cách rồi. À đợi mama xíu nha con, đâu từ đây ngồi đây ăn hết cái bánh đi, ăn hết mấy cái bánh này là mama gọi là lấy xong cái đồ tắm nha, ngồi yên đó nha. Ủa, trời đất ơi, mấy cái bánh nó hoàn hết sạch luôn rồi hả? Trời ơi, thôi được rồi, lên đây. Trời đất ơi, các bạn nó ăn khỏe ghê luôn, ngoan dễ sợ luôn bạn ơi. Nói gì là nghe cái đó luôn. Trời này đây, nè, nhà tắm trong đây vậy đây. Đây, đó, rồi, đi tắm trước đi. Đó, rồi mama sẽ giờ dặn nước cho con tắm nha. Rồi, tắm đi. Đây, mát mẻ đồ ơ rồi chưa. Đây, rồi, chui vô đi con, chui nước cho. Đúng rồi, trực nước đâu đó. Rồi thôi được rồi con, mày chơi vậy được rồi con ơi, chơi dịu mama mệt quá. Rồi đi vệ sinh đi, mẹ
mẹ mẹ ngồi đi canh con đi vệ sinh nha. Đó, rồi đi vệ sinh đi, đi đi con. À cuối mà con không ngủ nó mình đi. Trời là trời, xong rồi ra đây nha. Ui là trời ơi, lẹ đi con. Trời ơi xong rồi, rồi bây giờ mình sẽ là ăn dặm ăn đêm xong mình đi ngủ nghe, đi ngủ xong mà mẹ mẹ có chút chuyện nhà đây. Rồi ăn dặm ăn đêm đi, leo lên đây ngồi. Đấy rồi, ôi các bạn không đặt được, các bạn chị cùi quá con ơi. Thôi con xuống dưới đây ngồi ăn đi, mình nít mà đó. Rồi ngồi ăn đi. À ăn đi con. Trời đất ơi má ơi, ăn 1 phút 30 giây. Rồi cho ba mẹ vô đây. Rồi bây giờ con chọn một cái màu giường con thích đi, con muốn thích dòng giường nào con nằm giường đó. Trời ơi đâu đâu coi coi. À không thích. À, trời ơi đi ngủ chứ mà đi nhảy nhảy. Trời ơi mama quánh bây giờ, ngồi đi. Trời nó chọn giường màu xám hay là giường màu tím đây nào. Em mày nằm đất cái là mama quánh đầu con liền nha. Lên trên giường nằm, lên đây nằm nè, nhanh lên. Rồi nằm xuống đi. Trời đất ơi này, bây giờ nằm nó ngủ nha. Giờ mama hát cho ngủ nha. 3, 2, 1 hát nè. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Ngủ chưa ta? Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Wow. À ơi, ơi à, à ơi. Cuối cùng cũng xong rồi, bây giờ mình phải về nhà mới được, mình trốn mới được. Ê, bây giờ mình để chuyện còn lại cho anh Jabun lo. Jabun! À, mình sẽ sớm phải mở quán bán mọi người ơi, trời ơi. Jabun! Dạ, 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 dạ. Em bé ngủ rồi, bây giờ anh qua chăm em bé đi nha. Còn gì còn lại của anh đó nè, cho anh con heo qua chăm bé nè. Em nói cho anh biết nè, bây giờ tự chăm đi nha, đừng có qua kêu mình nha. Em đi đây, bye bye anh. Ủa gì kìa? Ủa? Ê! Ê! Rồi, bé về nhà rồi. Gì kì vậy? Ủa vậy là nó chăm em bé rồi hả? Bây giờ nó để em bé trong chỗ rồi, lỡ bé nó mệt hay gì sao trời? Không được, không được rồi, phải đi qua bển thôi trời ơi. Con bé này nó không chịu rồi là chăm em bé vậy trơn, đúng là thiếu trách nhiệm mà. Trời ơi. Trời ơi, kiểu này không biết con bé nó có mệt hệ gì hay không nữa. Trời ơi, biết đâu rồi mà lúc con Mora nó đi thì con bé sẽ bị thương hay gì đó là sao. Trời ơi, phải vô chăm nó thôi coi. Trời ơi, bé ơi ơi. Dậy đi ông cháu ơi, dậy đi. Lỡ chưa, lỡ chưa, lỡ chưa. Con quỷ đâu mà con quỷ, trời ơi con người nè, không thấy hay gì. Hello, hello bé. Hello bé. Con quỷ đợi lớp con rồi. Trời ơi, bạn con sao nói tôi là con quỷ, bạn mới là con quỷ đó bạn. Trời ơi, bạn mắt đỏ là đỏ kìa, thấy ghê, trời ơi. Con quỷ xấu trai. Xấu trai, xấu trai. Trời ơi, đẹp trai gì nó mới xấu trai rồi ơi. Cái đứa mà xấu trai nó luôn sự sỉ nhục. Đau lòng quá, ra nhốt cửa lại luôn. Khi nào khi đẹp trai thì mới mở cửa. Trời ơi. Trời ơi, nếu khi đẹp xấu trai thôi rồi cũng tạm được rồi. Đi ra đi, để lại xuống đây. Lại đây mới con người này. Ủa, má má tôi đâu? Mama mắc gì kêu mama. Ủa khoan, bé này qua nó đâu biết nói chuyện đâu. Sao nay biết nói chuyện vậy? Trời ơi, mày đúng là con quỷ thiệt rồi. Trời ơi, đáng sợ ghê. Hôm qua không biết nói chuyện mà hôm nay biết nói chuyện ghê quá các bạn ơi. Cái đầu con quỷ là lúc người xấu trai. Trời đất ơi, xấu trai. Mày ngươi mới là con quỷ, con mắt đỏ lừ, thấy ghê, thấy ghê. Nè mẹ tôi nói tôi đẹp nha, có ông thấy ghê rồi mắt xanh. Trời ơi, mắt đỏ, mắt đỏ thấy ghê. Nè, ăn gì không? Ăn sớm ăn gì không? Trời ơi, ông làm được cái gì ăn nè, coi coi, bằng mẹ tôi không? Ra đây, ngồi đây đi. Nào, mình tự ra bến ra đi với tôi nè. Dạ không, cầm cái cây tôi quýnh bây giờ, đâu rồi, cây đâu rồi ta? Đâu rồi? Người giữ dằn không chứ sao? Trời ơi, tao phải giữ dằn chứ sao? Mama nhà ngươi là ai? Mama của tôi là cái người mà tóc hồng hồng xinh đẹp đi chán chồng á. Vậy hả? Trời ơi, vậy đúng hả? Trời ơi, vậy đó hả? Nó mua ga mọi người. Trời, mua ga hiền lắm, còn mình ác. Ờ, nó giỡn thôi chứ mình hiền nha mọi người. Rồi, em bé ăn ăn sò đi mọi người. Ủa, phải không? Sò, sò đồ chơi mà. Ôi, lộn. Ôi, lộn rồi, không đâu ngồi đi. Trời, mấy xíu cho em bé ăn sò đồ chơi rồi. Trời, xin lỗi nha. Rồi, để coi coi em bé ăn gì đây. Rồi, bé mới lớn ăn ngũ cốc đi. Trời, cho nó ăn ngũ cốc bạn ơi. Để coi coi bánh gì không? Không có gì hết trơn. Em bé mà. Từ từ, nói gì nhanh đi vậy? Hả? Trời ơi, làm gì nè, nó ăn ngũ cốc đi, để lên. Cái sớm ăn ngủ cốc chứ bữa trưa mới à ăn cái khác. Vậy ăn một cái ơi. Nói nôi ăn gì nhiều. Trời ơi, nhà trẻ của tôi ở ra tốn tiền lắm biết không. Trời ơi, có đóng tiền học không? Vậy không hả? Vậy thôi ăn bánh này đỡ đi nè. Rồi hết rồi hả? Trời nhỏ này ăn nhanh vậy mọi người. Nó mới à cặp cái nó ăn hết trơn rồi các bạn ơi. Đỉnh cao vậy. Cái gì nữa, mama tôi cho tôi ăn nhiều lắm. Nó có mấy người là đồ đẹp, đồ xấu trai là cho tôi ăn rồi nè. Nó mới nói mình mà đẹp trai mọi người ơi, ngại quá. Đẹp xấu trai
rồi ăn đi, gì cho đẹp cái trai nè đó, rồi gì khen mình ra cho thêm, trời ơi, rồi xuống đây. Để coi coi con nít là làm gì đây ta, à, để coi coi nào, ồ đây không được, đi lên đây. Từ từ, đọc sách trước cái đã. Trưa đi chơi cho nó nóng rồi sau đó đổ mồ hôi nó mới gọi là có nhiều vitamin. Lên đây. Rồi đọc sách đi. Đợi xíu ta lấy sách cho, để ta coi coi sách nào để ta để... thích coi chuyện gì để ta. Ồ, kinh dị, trời ơi, chuyện kinh dị được nè. Ăn coi chuyện kinh dị không? Ờ vậy không thích coi chuyện kinh dị hả? Không thích coi chuyện kinh dị, thôi lấy chuyện khác nha. Chuyện em bé nè, rồi chuyện baby à. Không, chuyện baby luôn, không thích nghe chuyện kinh dị luôn, có chuyện ma. Chuyện ma, trời ơi. Đúng rồi. Bà lớp mà nhỏ coi chuyện ma, trời ơi. Thì hèn chi mắt đỏ lừa vậy là biết ngay mà, trời ơi, con có ru rô SE cắt luôn rồi. Trời ơi, con mất. Ủa, tôi vậy, ở đây không có chuyện ma, đây là nhà trẻ không có chuyện ma, thôi đi xuống đây. Trời ơi, dầu sợ ma, nhát rồi. Trời ơi, vậy đó hả? Trời ơi, tôi mở cái này ra đi rồi tôi làm cho trẻ em đó, làm cho SE với mấy người. Trời ơi. Nè, đi ra ngoài đi nè, bây giờ không thích chơi cái gì, ra ngoài chơi. Không có cái gì cho SE chơi đâu. Rồi. Rồi, đầu tiên là biết con nít thích chơi nhất là cái gì không? Con nít thích chơi nhất là chơi xích đu. Đâu, xích đu hả? Thôi chơi đó giờ xưa rồi, giờ chơi này mới vui nè, lại đây. Trời ơi, cái thử rượu của mình mới vừa làm ra chưa có đủ người tới rồi mọi người ơi. Mình sẽ bóc lột sẽ lợi động nít. Trời hợp lý. Lại đây, đây cho lại đây hướng dẫn cho cách là trồng ruộng nè. Đâu, chơi gì? Đâu. Rồi nha. Để một người dân chân chính, chúng ta phải biết gọi là trồng ruộng, biết chưa? Hả cô bé? Hả? Không biết. Không biết hả? Không biết thì kỹ nè. Trời đất ơi, đúng là con nít không biết trồng ruộng. Trời gà mờ nè, hướng dẫn cho trồng nè. Đó, ghê chưa? Đó, thấy là chồng ghê chưa? Rồi, biết chưa? Rồi, biết làm chưa? Rồi, để tôi biết làm, tôi biết làm á. Gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Đứa mình kêu nó làm, xong rồi nó đào hết cái chỗ này, có lửa lộn của mình luôn rồi. Lì lỡ, không biết. Không biết thì nói đại, không biết đi, bài đặt, biết. Đó là thu hoạch, trời ơi. Cái đó thu hoạch nè, đó, thu hoạch nè. Người ta phải chồng là chồng như vậy nè, biết chưa? Đó. Cái này là thu hoạch. Trời ơi, mình nói bao nhiêu lần rồi, trời ơi. Ôi, cái thằng con bé này nó không biết trồng ruộng rồi, mọi người ơi. Wow, trời ơi, nó hết chuyện đi trồng cỏ, người ơi. Trời ơi, người ta trồng rau, trồng đồ, nó đi trồng cỏ. Bị điên hay gì? Lấy cỏ làm cái gì vậy trời? Lấy cỏ đắp lên làm mền cho mát hay gì? Trên lạnh đắp lên mà làm mền hay vậy? Trời ơi, cái sao lấy cỏ làm mọi người ơi. Gì nữa, mấy con người về sống trai mình vừa vô riêng nữa. Tao nói gì nó sẽ trai à? Nó sẽ trai ở đây luôn. Ta trốn này. Ta đi đây. Nè. Ở đây con kẹ bắt giờ. Ở đây nè, rồi ở đây. Ra ngoài đây nè. Ra đây ăn bánh đi. Đâu bánh đâu? Đây. Đây là dưa hấu, thích ăn dưa hấu thì ăn đi. Vậy lên. Nhăm. Trời ơi, mình trồng biết bao nhiêu cực khổ nó cạp cái một đó trời. Ủa cái bụng ăn như ăn mà cái gì vậy? Trời ơi sao nhà như ăn được nhiều hư như vậy? Trời ơi đúng là con gái của Google SE mà ghê gớm thiệt chứ. Trời ơi gái ghê gớm quá. Đi lại đây. Đi qua vậy? Chứ sao nữa? À lại đây nè. Đây. Mở chân của cái đồ xấu xí xấu chai này trời. Trời ơi trời. Láo tiếc. Tại sao lại nói tại xấu chí? À lặng điện sẽ nói cho mọi người biết chuyện này. Đợi cái coi. Vậy. Nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì ta đây chỉ chẳng lòng trả lời. Thật ra ta không phải là ba thật của nhà ngươi. À và cô bé tóc hồng kia cũng không phải là mẹ ruột của nhà ngươi. Thật ra nhà ruột với lại ba ruột của nhà ngươi chính là Chigo SE và Ruby SE. Trời ơi à, mẹ của nhà ngươi á thì là màu tím, cũng giống ngươi nè, hệt luôn. Đó, tóc thì cũng nhưng mà tóc của mẹ nhà ngươi màu đen chứ không phải màu như nhà ngươi đâu, gì đâu bốc lai màu tím gì màu xám. Trời ơi gì là lạ gì vậy, màu đá bốc lai gì mà kỳ cục vậy, màu đen với màu tím nè. Đó. À, để tôi trời ơi, nói chung là cảm ơn nghe. Để ơi nói cho tôi biết ba mẹ tôi là ai, nhân tiện tôi tặng cho mấy người món quà nào đi ra đây. Ủa vậy là có quà đó hả? Đâu quà đúng đâu? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đi. Trời ơi tôi phải cho chuẩn bị chứ trời. Ủa có quà, có
quà mới nghe ơi. Trời bé này biết điều ta trời. Đó giờ mình chưa giờ thấy bé nào biết điều vậy trời. Trời bé này biết điều ghê mọi người. Trời đúng là hạnh phúc ghê mọi người ơi. Trời ơi. Đó bây giờ chưa bao giờ thấy được một đứa bé nào mà nó dỗ dàng, mà nó gọi là xinh đẹp, mà nó dễ thương như vậy. Nãy giờ mình chê nó đúng là thiệt. Trời ơi đau lòng. Ồ lộn. Xin lỗi. Ê, à sao đó ơi. Trời trời đất ơi, con quỷ nít ranh cho mày ơi. Trời ơi, nó phá nhà mình rồi. Trời ơi, nhà của tôi bây giờ nó không còn là cái nhà nữa rồi. Oh my god, trời ơi. Cái nhà ba mẹ tôi cho tôi tiền nên tôi xây lên. Trời ơi, bây giờ nó không còn là cái nhà nữa rồi mọi người ơi. Cái nhà trẻ của tôi mở ra để rồi là kiếm tiền mà trời. Ê, 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 ai đây? Đâu? Trời ơi, nghĩ sao mày làm đi. Rồi bé rồi à, đúng là ai kìa. Trời ơi mày phải cho tao. Trời ơi ok mọi người, clip của mình đây là kết thúc, mình đi xử bé này mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người clip sau nha. Bye bye mọi người à, nhớ ủng hộ anh và mua lùm trăm cái sách sớm như có thể nha. Bye bye à, đứng lại. Ủa gì vậy à. Làm gì vậy cho này hả? Trời ơi. Ê, cái này chưa có xe. À, trời ơi, hư cái làng má ơi. Trời ơi, mất cái gì, à, gì ơi. Cái con này bị à, dạ, mấy bạn ơi. Trời ơi, mình sẽ gọi là đi về. Ủa, ủa em. Ủa, anh đang nghe, anh đang quay đúng không em ơi. Trời ơi, tôi giấc mơ là cái gì trời. Quay xong rồi. Trời ơi, còn con heo nữa. Ờ, quay tiếp đi. Trời ơi, đặt heo hết rồi luôn rồi. Hai con là đắt hơn con này đeo luôn nè. Trời ơi.